Chúng ta sẽ demo cái lệnh sickkey. Ở trong hôm nay là buổi 4 hả các bạn? Buổi mấy? Buổi năm thôi, Buổi buổi năm 5. bạn ơi. Rồi, ok. Rồi, bây giờ thầy giả sử thầy nhập một số số và xuất ra chữ. Nhập một số mà xuất ra chữ. Ví dụ nhập số 1 thì xuất ra cho thầy chữ 1. Được chưa? Phần trăm d phẩy số. Như vậy mình đã nhập được một số rồi đó. Bây giờ nếu như nhập vào một số từ 1 thì xuất ra 1, 2 thì xuất ra 2, 3 thì xuất ra 3. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh seek key. Seek cái gì? Số. Tức là seek là lựa chọn các bạn. Cái này là lựa chọn. Lựa chọn cái gì đây? Lựa chọn nếu như là nhập vô một thì xuất ra cho thầy một. À, nếu như là xuất xong thì nó sẽ đi kèm cái lệnh press. Nếu như mà không có press á, không có fret là nó sẽ thực hiện mấy cái lệnh ở dưới luôn. Nếu là 2 thì tương tự như vậy, xuất cho thầy là 2 và fret. Đó, tương tự như vậy 3 4 5. Rồi 2 3. Năm. Chỗ này là 6. 7. Tám, chín, tám, chín. Rồi, rồi một cái nữa là không. Không mình để đây cũng được, để trên cũng được. Rồi. Như vậy chúng ta làm cái này là một số cái lựa chọn từ 0 đến 9. Còn nếu mà trong trường hợp mà nó không phải là 0, không phải là từ 0 đến 9 thì nó là những số khác. Nó là số từ không phải từ 0 đến 9, nó là số khác. Thì chúng ta sẽ thông báo một cái câu thông báo là bạn đã nhập số khác. Đó, thì chúng ta sẽ xuất ra một cái câu thông báo. Xuất ra một cái câu thông báo.
Rồi, ví dụ như vậy. Nè, nhập vào một số và xuất ra tương ứng. Ví dụ như mình nhập vô số 7, nó xuất ra cho mình chữ 7. Nhập vô số 9, xuất ra chữ 9. Ngày hôm trước thầy có nói là gì? Với cái cấu trúc của lệnh seek key, seek, rồi muốn là cho nó lựa chọn cái gì thì đưa nó vô đây. Cái này là mấy cấu trúc nha. Seek, key, press. Seek, key, press. Đó là những cái từ khóa mà nó đi trong cặp. Và cái lựa chọn cuối cùng là default. Default là nếu không nằm trong khoảng này, không có bất kỳ một lựa chọn nào, thì những trường hợp còn lại là default. Hiểu được vấn đề chỗ này chưa các bạn? Đó là lệnh seek key. Rồi bây giờ mình sẽ ứng dụng cái lệnh seek key này vào cái gì? Vào cái bài làm của mình là bài số 4. Lựa chọn menu. Đó, lệnh seek key làm trong cái lựa chọn menu. Như vậy cái phần menu này đó thì nó có rất là nhiều lặp lại menu hay không, hay là chỉ xuất menu một lần, thì các bạn xem cái lệnh seek key này các bạn hiểu dùm cho thầy chưa đã nè. Nhập vào một số, xuất ra chữ tương ứng, hiểu không? Có ai chưa hiểu không các bạn? Ngay chỗ default mình có cần phải thêm break vô không này? Thường là có để cho nó đầy đủ, còn thường nếu mà cái chỗ default này bạn không thêm press thì nó sẽ không còn lệnh nào phía sau. Thực ra cái lệnh press là để nó kết thúc, chứ nếu không thì nó thực hiện luôn cả cái lệnh phía sau. Đây, để thầy đưa cái lệnh số 0 lên trên để nó tránh trường hợp là thực hiện cái lệnh phía sau á. Rồi, ok. Đó rồi rồi em biết rồi. Bây giờ nếu mà chỗ này một xong thì bỏ break đi, các bạn sẽ thấy vấn đề nhé. Rồi, chỉ có số 1 thầy bỏ break thôi, thầy nhập vô số 0 nó xuất cho thầy chữ 0, thầy nhập vô số 1 xuất cho thầy 1 2. Tức là một nó xuất xong nhưng nó không thoát mà nó chạy xuống cái lệnh hai này để nó xuất luôn, thì chỗ này khi mà mình một lựa chọn xong thì mình phải thoát đi, bỏ bỏ cái trường hợp mà nó nhảy xuống dưới. Còn cái chỗ default này nếu như chúng ta viết default là cuối cùng rồi thì không cần press, bởi vì nó không cần nhảy xuống dưới nữa. Nhưng mà thường cái cấu trúc lệnh của mình là cứ sau một lựa chọn là có một cái press. Ok, cảm ơn em. Được chưa? Rồi, thầy sẽ đi tiếp cái phần bài menu lại ha. Bạn lúc nãy bạn làm rồi. Bây giờ thầy chỉ thêm cho các bạn để các bạn thấy thôi. Tạo cái sử dụng seek key để xây dựng menu cho ba bài tập. Như vậy thì mình làm bắt đầu lại từ đầu nhé. Cứ cái gì cũng cứ bắt đầu từ đầu đi cho nó dễ. Lab 3 bài 4. Ctrl A, Ctrl C. Lab 3. Rồi, lớp 3 bài 4. Lớp 3 bài 4 lúc nãy chúng ta sẽ in ra chỗ này một cái menu. Cái này chúng ta gọi là menu. Đó, để cho mọi người biết được là chúng ta đang chuẩn bị in cái gì.
chúng ta sẽ thông báo cho người ta biết rằng nếu lương lựa chọn số 1 thì bạn sẽ giải cái bài toán, giải quyết cái bài toán là xét học lực. Nếu như bạn lựa chọn số 2 thì bạn sẽ chọn cái chương trình, giống như là các bạn đi 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 order mà trên 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 tablet nè, không? Ví dụ như là bạn lựa chọn vô số 1 là bạn ăn bún bò, bạn chọn số 2 là phở tái, ví dụ vậy. Đơn giản vậy thôi. Chọn chức năng menu mà. Bài số 2 là giải phương trình bậc nhất. Giải phương trình bậc 1. Rồi, cái menu thứ 3. Là bạn sẽ chọn là giải phương trình bậc 2. Đó, đó là menu. Như vậy để thông báo cho người ta biết rằng bạn đang có 3 chức năng. Và bình thường thì chúng ta sẽ chọn chức năng tiếp số 4 là thoát. Rất là nhiều cách để thực hiện cái này, nhưng mà chúng ta làm cái cách này là cổ điển. Cổ điển. Như vậy khi mà chúng ta chạy cái chương trình này thì nó xuất ra và nó bị cái dụ xuống dòng, giống như bạn Dũng bị lúc nãy. Vậy chúng ta thêm các cái dấu xuống dòng ở đây. Rồi. Rồi. Menu 1 giải xét học lực, 2 giải phương trình bậc nhất, 3 giải phương trình bậc 2, 4 kết thúc. Như vậy thì ở đây nó chưa cho chúng ta lựa chọn gì cả, bởi vì chúng ta mới xuất ra câu thông báo thôi. Vậy chúng ta sẽ khai báo một cái biến là chọn. Khai báo một cái biến là chọn. Và ở đây mình sẽ thông báo cho người ta là chọn một chức năng. Scan phần trăm D phải nhập vào cho thầy cái biến chọn. Đó, được chưa? Chọn một chức năng 1, 2, 3, 4. Chọn cái gì đó thì đưa vô cái biến chọn cho thầy. Bây giờ để thực hiện được là cái biến chọn này nó sẽ làm gì cho mình á, thì mình sẽ sử dụng một cái seek key. Seek cái gì? Có phải là mình muốn lấy cái chọn này để mình làm việc không? Như vậy thì bạn sẽ đưa cái chọn vô đây. Chọn. Nếu chọn bằng 1 thì mình sẽ làm cái gì? Bạn đã chọn chương trình xét học lực. Còn sau này đó, sau khi mà các bạn đã làm xong rồi đó, thì các bạn ghép cái chương trình xét học lực vô đây. Ha? Ghép cái chương trình xét học lực vô đây, chứ không phải là cái câu thông báo này. Rồi, cái tiếp theo là chúng ta break. Nếu lựa chọn thứ hai thì bạn đã chọn giải phương trình bậc 1 chấm phẩy nếu lựa chọn bằng 3
Bạn đã lựa chọn giải phương trình bậc 2. Chấm phẩy. Nếu lựa chọn bằng 4 thì tạm biệt. Rồi, ví dụ như thế thì chúng ta đã kết thúc. Nếu lựa chọn 1, bạn đã chọn chương trình xét học lực. Nếu lựa chọn 2, giải phương trình bậc nhất. Tất nhiên lựa chọn 3 là giải phương trình bậc 2. Bây giờ chọn 4. Tạm biệt, kết thúc. Như vậy cái lệnh xích khi của mình ở đây được không nào? Bây giờ mình sẽ ghép mấy cái chương trình kia vào. Ví dụ chương trình thứ nhất là xét học lực, ghép vào. Mình mở cái xét học lực ra ở lớp 3 bài 1. Đây, xét học lực của mình đây. Thầy copy nguyên cái này đi. Được chưa? Copy nguyên cái xét học lực này. Qua đây. Ở phía trên này thầy sẽ viết một cái chương trình con. Cái này là làm theo thôi nhé, học lóm thôi nhé. Chứ của mình nó chưa đến. Chương trình con xét học lực. Rồi. Chương trình này không cần trả về. Xét học lực cũng không cần gì hết. Đó. Copy nguyên cái này. Thảy vô cái chương trình xét học lực. Được chưa? Xét học lực nè. Void xét học lực. Thảy nguyên cái đoạn code xét học lực hồi nãy vô đây. Chỗ này là kết thúc chương trình con xét học lực. Đó, nếu như mà các bạn làm chú thích mà đầy đủ đó thì các bạn sẽ chú thích cả cái phần này luôn nhé. Ở đây là bắt đầu chương trình con xét học lực và ở đây là kết thúc chương trình con xét học lực. Qua chỗ này, đây là chương trình chính. Đó. Như vậy nếu mà mình chú thích đầy đủ thì nó là như thế. What happened? Thì lỗi ở đâu? Xịt xe gì vậy? Kết thúc chương trình con xếp học lực. À, như chưa khai báo biến ở trong chương trình con đó thầy. Đây, khai báo biến đây. Không, khai báo biến lại ở một men một lần nữa. Không hiểu khoảng trắng. Ông xịt C. Chương trình con. Chương trình con chỗ này. Dòng 39 đây thầy. Ừ. Lỗi dòng 39 này thầy. Không, nó chứ lỗi. Cái chỗ sạc thầy, hay biết sạc N chứ để sạc C nó không hiểu. Thiếu hay N. Ok, thank you. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình thử chức năng 1 nhé. 1. Đó, bạn đã chọn chương trình xét học lực nè. Bây giờ nó đang chờ mình nhập đó. Đang chờ mình nhập mà tại lúc nãy mình không có đưa câu thông báo cho nên là nó
nó chưa có xong đó. Về cái chương trình xét học lực của mình chỗ này là mình đang bị nhầm code rồi, nhầm code rồi, một B mới đúng. Đây đó, này mới đúng nè. Xét học lực 1 nhập vào điểm, ví dụ 8, điểm 8 học lực giỏi đó, thấy chưa? Đó, như vậy là mình đã sử dụng cái lệnh sticky để mình thực hiện cái chương trình con. Mình lấy cái chương trình con xét học lực, tức là mình đưa cái đoạn code hồi nãy mình viết thôi chứ không có gì hết á. Cái đoạn con đó mình đẩy vô đây. Đó, đoạn con đó mình đẩy vô cái chương trình con, mình viết một cái chương trình con xét học lực. Mình đẩy cái đoạn code đó vô đây. Tương tự như vậy, mình sẽ viết một cái chương trình con là gì nào? Giải phương trình bậc nhất. Rồi để voi lại đi coi ha, do hồi nãy mình sai cái kia. Phương trình bậc 1 n phương trình bậc 1, rồi mình đẩy cái phương trình bậc 1 vô đây. Đẩy cái phương trình bậc 1 là nó nằm ở bài 2.1 AB. Đây phương trình bậc 1 đẩy vô đây. Rồi. Kết thúc với chương trình bậc 1. Như vậy mình sẽ có là phương trình bậc 1 thì mình sẽ gọi ở đâu đây nè? Đây. Đó. Được chưa? Nếu như lựa chọn 2 thì thông báo là bạn lựa chọn giải phương trình bậc 1 và gọi cái chương trình đó ra. Lựa chọn 2. Giải phương trình bậc 1, chọn hệ số A, hệ số B. Giải xong. Như vậy là mình đã làm menu và kết hợp được các chương trình của các bài trước. Đây là bài 1 nè. Đúng không? Cái này là câu lab 3 bài 1. Cái này là lab 3 bài 2.1. Và mình viết thêm một cái chương trình nữa là bài 2.2 là phương trình bậc 2, rồi mình đưa vô đây. Như vậy là các bạn đã hoàn thiện xong một cái chương trình của chúng ta, là có cả menu và có cả gọi được các cái chương trình con của chương trình chức năng ở bên trong. Được không nào?